Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm qua, triển khai chương trình khuyến công quốc gia được Bộ Công Thương phê duyệt, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất, chế biến lâm sản để sản phẩm có sức cạnh tranh tại thị trường trong nước và đáp ứng được các đơn hàng xuất khẩu. Những năm gần đây, triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn bằng nguồn hỗ trợ từ chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các đề án có trọng tâm, trọng điểm như ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào chế biến, sản xuất, ưu tiên hỗ trợ các mô hình sản xuất sạch hơn. Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, hoạt động khuyến công ở Thanh Hóa chủ yếu tập trung vào hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến lâm sản. Dây chuyền thiết bị sản xuất gỗ ghép thanh từ nguyên liệu gỗ rừng trồng được hỗ trợ từ chương trình khuyến công quốc gia do Bộ Công Thương chủ trì. Trung tâm khuyến công và tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa triển khai đã giúp doanh nghiệp này có điều kiện nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm để tiếp cận với thị trường. Qua quá trình là tìm hiểu và đi sâu vào cái vấn đề làm cái ngành lâm sản thì công ty chúng tôi quyết định là đầu tư dây chuyền ghép thanh. Qua quá trình thì đầu tư thì được sự hỗ trợ của Sở Công Thương, thì hỗ trợ phần nào đó của về cái vấn đề về tài chính và vốn đó, thì dù là hăn nhủa nhưng mà rất là tốt, kích cầu cho công ty chúng tôi. Thì hiện tại bây giờ công ty chúng tôi là đang làm hàng ghép thanh để xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Những năm qua, trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và chế biến lâm sản, Thanh Hóa đã có nhiều chính sách để nâng cao chất lượng của sản phẩm, trong đó tập trung nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu và thu hút những dự án đầu tư chế biến lâm sản theo chiều sâu, hướng tới xuất khẩu là những giải pháp trọng tâm chủ đạo. Từ hiệu quả của chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đến nay trên địa bàn Thanh Hóa từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung phục vụ nhu cầu chế biến và xuất khẩu. Đồng thời với sự chủ động của nhiều doanh nghiệp trong đổi mới công nghiệp chế biến, đa dạng mẫu mã sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường, liên kết trao đổi thông tin, nâng cao chất lượng, tìm kiếm thị trường và tạo thương hiệu sản phẩm đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất của ngành chế biến lâm sản. Được sự quan tâm của huyện, rồi của tỉnh, nhất là Sở Công Thương là hỗ trợ, hiện nay là hỗ trợ cho hai cái máy. Chúng tôi là cái máy gian nan và một cái máy chốt hộp đời mới, thì coi như vậy là làm rất là năng suất, hiệu quả, hiện đại mà lại là không kén người làm, phụ nữ cũng làm được mà làm gian nan chuẩn hàng. Trước đây thì coi như vậy là sản xuất ra hàng thì coi như vậy là có phần trăm là phải trừ phần trăm, nhưng bây giờ được hai cái máy này không phải trừ phần trăm nào cả. Hiện tại Thanh Hóa có trên 400 cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản, trong đó có khoảng 100 doanh nghiệp đủ năng lực xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường có nhu cầu cao về giấy, đồ gỗ nội thất và gỗ kỹ thuật dùng trong xây dựng như Hàn Quốc, Thái Lan, Đức, Mỹ và EU. Năm 2020, công tác khuyến công của tỉnh Thanh Hóa được Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương đánh giá là một trong những tỉnh top đầu cả nước về số lượng, chất lượng đề án và được ưu tiên bố trí nguồn khuyến công quốc gia. Năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Sở Công Thương Thanh Hóa tiếp tục triển khai các nội dung của hoạt động khuyến công để hỗ trợ kịp thời các cơ sở công nghiệp nông thôn phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh sau những ảnh hưởng của dịch Covid-19. Năm 2021 thì cái diễn biến dịch bệnh nó rất phức tạp, cho nên là các doanh nghiệp hầu hết gặp rất nhiều khó khăn. Việc mà hỗ trợ các cái kinh phí cho cái chương trình khuyến công cho các cái đơn vị là rất quan trọng để tạo ra sự tồn tại cũng như phát triển lâu dài cho doanh nghiệp. Đối với những cái nguồn kinh phí có thể là nhỏ nhưng mà nó đã góp phần cho doanh nghiệp để thúc đẩy cũng như là cải tiến các cái trang thiết bị, cải tiến các cái máy móc thiết bị có hiệu suất công nghệ cao để sản xuất và tiết kiệm được điện năng cũng như là giảm thải ô nhiễm môi trường cũng như là nâng cao cái năng suất cho doanh nghiệp. Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, thời gian qua tỉnh đã có nhiều chính sách phát triển các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, nhất là trong lâm nghiệp. Mô hình trồng rừng gắn với chế biến được triển khai ở nhiều địa bàn đã bước đầu hình thành được vùng nguyên liệu tập trung phục vụ cho các nhà máy sản xuất chế biến gỗ tại chỗ với doanh thu hàng trăm tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động. Các hoạt động khuyến công trên địa bàn của tỉnh đang ngày càng được quan tâm và từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội của địa phương.